này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Trời ơi, Happy đã đột nhập vào kho vàng bí mật của cái bà Queen tóc đỏ rồi mấy bạn ơi. Yeah, kỳ này là Happy giàu luôn rồi mấy bạn ơi. Vui mừng quá đi. Vui quá. Trời ơi, cái bà nữ hoàng tóc đỏ này bà đã tìm thấy Happy rồi. Ôi không, bà đã giam Happy vào một cái căn phòng rồi mấy bạn ơi. Trời ơi, bà thật ác độc. Trời ơi, nhức đầu quá mấy bạn ơi. Ủa, Happy đang ở đâu đây mấy bạn ơi? Trời ơi, Happy, Happy. Ủa, chị Panda, sao chị Panda lại ở đây? Trời ơi, tại sao chị Panda ở đây hả? Chị Panda cũng không biết nữa. Nhưng mà chị Panda nghe nói ai mà đi trộm kho báu của bà nữ hoàng tóc đỏ là bị nhốt vào đây hết á Happy. Còn chị Panda thì không biết tại sao chị Panda nhốt vào đây luôn đó. Happy, ừ đúng rồi chị Panda ơi. Hả? Happy cũng đi ăn cắp. Hả? Nhưng mà không phải là ăn cắp nha, Happy đi tìm kho báu. Trời ơi, thì ra là đi tìm kho báu. Đúng rồi, chị Panda cũng đi tìm kho báu nhưng mà bị lạc vào đây đó Happy, chứ phải là chị Panda đi ăn cắp đâu nha. Trời ơi, Happy đi tìm kho báu á mà. Happy đi tìm kho báu sao mà vô cái khu kho báu của cái bài Queen tóc đỏ này nữa. Đúng rồi, sao mình nhớ mình đi tìm ở ngoài núi thiên nhiên mà ta. Cũng lạ hay chị Panda. Chết cha, hôm bây giờ bị bắt chốt vô đây rồi. Thôi thôi chị Panda đừng có buồn nữa. Để bây giờ á Happy sẽ dẫn chắc chị Panda đi về ha của mình nha. Đúng rồi, dẫn chị đi. Ê chị Panda ơi, hả? Ở đây có một cái thanh gương. Thanh gương, thanh kiềm, mình sẽ nhấn vô. À. Wow, và một cái lồng thả xuống. Thôi cái đó y như một cái cần gạt vậy đó Happy. Happy biết rồi nè. Một cái cần nó được gạt xuống và mình có một cái hố đây. Mình sẽ nhảy xuống cái hố này. Nhảy xuống cái hố này hả? Tự nhảy xuống té sao? Ôi. Ui, có cái ông đầu lâu, ông nói là bây giờ á mình sẽ đi gạt những cái bộ xương này cho cái cuốn quyển sách này nè nó hạ xuống để cái miếng gỗ này nó được trụng xuống để mình đi xuống đó chị Panda. À, vậy là nó sạch cái lớp gỗ xuống rồi mình nhảy xuống dưới đó nữa hả Happy? Đúng rồi, cái này là những cái phép thuật để giữ cái cuốn sách đó. Bây giờ mình đi gỡ cái phép thuật này ra. Mình phải đi giải những cái lời nguyền của cái bà đó. Rồi đây là cái gậy cuối cùng. Ây da, sập. Ủa sao không thấy sập? Sập. Trời ơi, sập tới sập cái sàn gỗ luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nhảy xuống cái sàn này nhé. Ôi. À. Ôi, hên đó chị Panda. Thôi, còn một tí xíu là chị Panda rớt xuống dưới luôn Happy. À, Happy biết cách nhảy này nè bạn ơi. Tức là mình phải né mấy cái trứng ngại vật ở đây á. À, né trứng ngại vật dễ mà. Ủa, chị Panda biết né nè. Đâu rồi? Ui, tối thui rồi Happy ơi, chị Panda sợ quá. Đi, nè ơi, đi cứu ai nè, chị Panda nhảy lên nhé. Ủa, nhảy lên, nhảy lên. Đâu rồi, chị Panda đâu rồi? Được rồi nè. Rồi, ê, còn thêm một hố cuối cùng hay sao á. Ở đây có những cái bánh răng nè. Trời ơi. Để hoạt động cái lâu đài này hay sao đó chị Panda ơi. Đúng rồi, trời ơi, cái lâu đài này á thật là hả quyền bí luôn đó Happy. Thôi mệt mỏi quá, bây giờ mình sẽ nhảy xuống đây thôi. Wow. Trời ơi, thật là quyền bí. Ủa, mấy cái này giống mấy cái lồng mà để trồng con heo á nè Happy. Ui, những cái bánh răng nè mấy bạn ơi. Oh my god. Trời ơi, nhìn thật là đẹp luôn á. Mấy cái bánh răng này giống như ở trong cái đồng hồ vậy đó Happy. Thì đúng rồi đó. Trời ơi, nó xoay hoài luôn, mình mà chạy không kịp là té đó. Có cái bóng đèn nữa nè chị Panda ơi. Trời ơi, bóng. Ê, cái này là cái đèn mà để người ta đốt ở trong nhà Happy. Đúng rồi, nhưng mà cái này là kiểu người ta là hồi cổ xưa đó chị Panda. Ồ, mấy cái này hình như là đồ cổ cổ không phải. Đúng rồi, chị Panda đừng có đụng vô mấy cái cục này nha chị Panda, chị Panda sẽ bị mất máu đây. Ồ. Hồi chưa hết là Happy té luôn mày. Ơi. Trời ơi, nguy hiểm quá. Ê, đừng có đụng vô cục kim cương đó nha. Ồ, sao vậy, kim cương mà không được đụng vô hả? Đụng vô là chị Panda sẽ ngẩn cục tỏi đó. Ơi. À. Trời ơi, vậy chị Panda cũng té nữa. Trời ơi, chị Panda run rẩy quá Happy. Oh my god, cái chỗ thật là huyền ảo. Rồi chị Panda nhảy lên cái miếng này là xong rồi. Đi. Trời ơi, chỗ Happy nè. Còn một tí xíu nữa là tới chỗ luôn rồi. Bởi vậy mà Happy không tới được. Chị Panda qua tới rồi nè. Happy cũng qua tới rồi nè. À dạ. Đi rồi chị Panda ơi, cẩn thận thôi. Ôi sao mà trong này tối thui Happy ơi, chị Panda không thấy đường đi luôn á. Đúng rồi, cái khu này nó phải tối chứ. Cái bà nữ hoàng này bả u ám quá Happy. U ám nhưng mà kiểu có nhiều cái huyền bí đó chị Panda. Mà sao bả làm gì có nhiều kho báu quá Happy? Chắc là do hồi xưa là bả tiết kiệm quá mất đó chị Panda. Ồ, bả tiết kiệm mà. Ê, nhảy qua nhanh đi chị Panda. Biết sao không chị Panda, bả hết mấy cục kim cương chị Panda phải đợi cho mấy cục kim cương nó đi qua hết chị Panda nhảy được á. Chứ không thôi cục kim cương này nó đụng như là mình ngẩm cái tỏi hả? Đúng rồi. Ê! Từ từ khoan. Rồi chạy đi, chạy Happy đi. Rồi nè. Rồi nhảy xuống. Wow. Ôi trời ơi, bả chị Panda ơi. Trời ơi, bả phóng phi tiêu mình ra. Trời ơi. Ê, ôi mấy cái chấm đỏ là phi tiêu của bả đó. À nha, bả phóng chị Panda nhỏ xíu luôn dưới này nè. Trời, nhìn bả như là bị gì á chị Panda ơi.
Ba bị cái gì mà ba không đi đường mới ngồi có một chỗ luôn hả Ba? Không phải ba bị tê liệt đó chị Bana ơi. Ba bị tê một chân hả? Ba làm gì có chân? Ai? Bye bye mà chị Bana ơi. Ủa, bye bye luôn rồi hả? Sao lúc này vô chị Bana thấy ba ngồi mà? Không, mới vô thì ba không, ba đâu có chân đâu nên chị Bana phải thấy ba ngồi là đúng rồi. Trời ơi, chị Bana lấy được một cái chìa khóa rồi nè. Thôi bây giờ mình đừng nhảm nhí, mình hãy đi lấy cái chìa khóa để mình mở cái cánh cửa chìa khóa này ra đi. Trời ơi, chị Bana đâu có rảnh đâu mà nhảm. Chị Bana hả? Cũng đi lấy chìa khóa thấy bà chị Bana luôn nè. Mở được một ổ khóa rồi. Rồi Happy cũng mở được một ổ rồi. Bây giờ Happy chỉ cần hai ổ nữa thôi là Happy mở xong cái cánh cửa đó rồi. Happy sẽ đi trước chị Bana luôn. Cố lên bà Anna ơi. Bà Anna sẽ đá. Trời ơi, chưa có mở được luôn ấy. Bà kìa chị Bana. Chạy bà đi á. Chạy bà đi. Cái điều chị Bana kìa. Bà này chị hay Bana mà lấy được cái chìa khóa thì chị Bana sẽ quay lại trả thù bà. Happy cũng vậy, Happy cũng sẽ trả thù bà. Ủa còn cái chìa khóa nữa nằm đâu ạ? Thấy không chị Bana ơi? Nè, ở trong cái chỗ à, trong cái kẹt tủ chị Bana hay ở trong cái kẹt tủ đúng rồi. Bà không thấy Happy nãy giờ chị Bana ơi. Ừ, chị Bana sẽ lấy hả? Yeah, Happy mở cửa rồi nè. Ôi trời, chị Bana với Happy ơi, đừng bỏ chị Bana một mình, đừng bỏ em một mình. Trời lạnh lắm. Trời lạnh lắm. Trời ơi cái chị Bana, cái này mình chơi chạy nhanh đó chị Bana. Trời ơi chạy nhanh hả? Nhưng mà chị Bana đừng có đụng vào những cái cột mà chị Bana nhảy lên nha. Nhảy lên chút mấy cái này chị Bana sẽ bị ngợm đó. À mình tông vô mấy cái bia đó phải không? Đúng rồi. Nhảy xuống đây đi. Nhảy xuống đâu? Thôi. Ê lúc này thật là căng thẳng luôn đó. Căng thẳng. Ôi Happy lọt xuống cái hố rồi nè. Ừ Happy xuống trước rồi hả? Ê có cái cần gạt, gạt có cái cửa. Ôi thế là chúng ta đi nữa à. Rồi sao đi vào những cái Oh my god, sao cái này bánh răng không gì lại như nó phai ngay cái đầu của mình thì sao mấy bạn ơi. Trời ơi nguy hiểm quá. Nó phai ngay cái đầu mình thì cái đầu mình sẽ bị chấn thương. Đúng rồi đó. Oh my god, trời ơi. Oh my god, thật là nhiều cuốn sách luôn. Nhiều cuốn sách lơ lửng luôn nè mấy bạn ơi. Trời ơi. Ê, sao cái ông đầu lâu này ổng cứ đi theo ổng, có hình như là ổng theo dõi mình hay sao ấy mấy bạn ạ. Tới rồi nè Happy. Trời ơi chị Bana, chị Bana ơi, chị Bana mò dữ vậy. Trời ơi chị Bana mò như vậy là nhanh dữ lắm rồi đó Happy. Là nhanh dữ chưa, thôi Happy sẽ bỏ chị Bana, Happy sẽ đi trước. Ủa? Chị Bana. Chỗ này sao nghe nó phép thật dữ vậy Happy. Mấy cái tủ mà nó cũng bay nữa. Mấy cuốn sách này nó cũng bay, nó vòng vòng. Nó vòng vòng không nè. Cuốn sách này nó gì que que xica que gì đó. Nó bị le le xì chỗ em. Trời cái tủ nó xoay về hướng của mình là mình thấy nhảy. Rồi Happy sẽ đi trước chị Bana nhé. Chị Bana hãy ở lại đây đi nào. Ủa chị Bana đang bị hả rối loạn tầm nhìn Happy ơi. Rồi tới chuyện rồi, hên quá Happy không có lọt khe. Trời ơi ở đây có những cái búa thật là hiện đại để gọi là hại điện đó Happy. Trời ơi đang rèn cái kiếm á chị Bana. Rèn gì mà giữa đường vậy, mình có đường nào khác để đi không Happy? Không, bây giờ mình chỉ còn đúng một lựa chọn, một là đi đường này, hai là đi đường này thôi. Trời ơi chị dạy. Một đi này hai đi này hả? Thôi vậy đi đi. Ui hy vọng là đừng có rèn chị Bana như cái kiếm. Nè cái kiếm nó xoay vòng vòng nè. Oh my gosh. Oh my god. Nè Happy sẽ cho mấy bạn xem cái sự lợi hại của cái kiếm nè. Đó thấy không? Cái kiếm này nó vừa đập xong, xong rồi tiếp cái kiếm này đập tiếp. Ơi, tính ra là cây búa này nó bự dữ vậy. Dĩ nhiên rồi. Nó bự á để nó đập kiếm, nó rèn kiếm á chị Bana. Cái này chị Bana không phải là nghĩ nó rèn kiếm đâu, nó tính rèn chị Bana hay gì đó Happy. Thôi nó rèn chị Bana luôn bây giờ á. Ôi hên quá à, hên mé xíu là Happy ngõm của tỏi luôn rồi. Trời ơi, còn chị Bana ngõm nãy giờ cả tỷ lần bên này nè Happy. Trời ơi, chị Bana đứng nó đi chứ hồi á, bây giờ chị Bana chưa tới nữa. Trời ơi, trời, chị Bana đã tới đây rồi, Happy nói vậy, Happy ngủ gục đó hả? Tới đây là tới đâu trời? Mẹ, Happy nhìn đi. Đâu? Mẹ. Trời ơi, mà Bana này mới đi trước Happy hồi nào không hay luôn. Trời ơi, Happy thì đứng nó ngủ gục nãy giờ. Thôi, bây giờ cái nãy xiên, chị Bana quăng cái chị Bana. Trời ơi, cái này nó đang thái chị Bana thành những lát mỏng ở đây nè. Trời ơi, chị Bana chuẩn bị đó, nó cái phi tiêu, nó cái lưỡi hai đó. Trời á. Ờ, vậy cũng ngõm nữa. Coi Happy nè. Ê, chị Bana y như là tự hiến thân cho nó luôn á Happy. Trời, coi Happy nè. Thấy không, Happy đi. Ê, chị Bana hy vọng là nó đứng yên là được không vậy? Không, không có chị mà đứng yên đâu chị Bana. Yay, qua nè chị Bana ơi. Ủa gì nhanh vậy? Easy không? Thôi chị Bana chậm chạp quá, chắc Happy bỏ chị Bana, Happy đi trước chị Bana. Trời ơi, đừng đừng bỏ chị một mình đây. Trời ơi, ở đây một đống rèo luôn nè. Oh my god trời, kiểu này làm sao mà qua khỏi đây? Ủa, sao tự nhiên hồi nãy đang đứng đây cái thấy chị đây vậy? Trời ơi, chị phải đi qua chứ không lẽ chị đứng đó chị ở đó một mình Happy? Chị phải ở đó một mình chứ. Thôi không được đâu, ở một mình một hồi hả? Bà bắt chị vô, bà nhậm tóc đỏ cho chị Bana nữa, chị Bana không chịu đâu. Nhậm tóc đỏ làm đồng bọn bà chị Bana. Ôi, ơi chưa dứt là Happy qua tới đây luôn rồi nè. Ôi, hay vậy? Happy cũng không biết tại sao đừng, nữa. Đừng nhậm tóc đỏ cho tôi. Có cái ghế bay nữa chị Bana. Cái sao trong này tất cả mọi thứ đều bay mà mình không bay được ha? Ờ, mình bay, mình bay cái dèo không? Cái mình đúng vậy. Rồi. Ê, nhưng mà chị Bana nghĩ nếu cái đầu mình bự giống bả là mình sẽ bay được đó Happy. Bả đâu có chân đâu, bả phải bay rồi. Đúng rồi. Ôi, ơi, qua tới rồi đi ơi. Trời ơi. Chị Bana
rồi, thoát rồi, thoát rồi Happy ơi. Ủa giờ sao? À mình gạt, trời ơi, gạt đi. Gạt đi. Trong cái chỗ kế bành của bà này nhiều cơ quan khó hiểu quá Happy. Cũng đúng nó gạt. Ồ gạt càng gạt mở cửa rồi nè. Kìa bà, kìa bà không có chân người khổng lồ. Ủa? Trời ơi bà dí Happy nè chị Banda. Ủa chị Banda đâu thấy bà dí đó. Ê bà chết bà đi rồi kìa. Ôi mày có hết. Trời ơi chị Banda ơi bà bị gì nè bà chạy bà ba. Ôi trời ơi cái lỗ mũi bà kìa chị Banda ơi. Lỗ mũi bà sao? Nhìn sợ quá à. Trời ơi nhìn thấy bà đáng sợ, nhìn thấy bà con te. Biết rồi nè, bây giờ bà làm mình gạt con gạt. Ủa gạt con gạt nữa hả? Không biết nữa, hay bị thấy cái con gạt hay bị chạy theo thôi. Ui, chạy nhanh đi. Đúng rồi gạt con gạt. À gạt con gạt, chỗ này bị hả phá hủy cho nên bả thôi không nghi bắt được mình đúng không? Đúng rồi. Trời ơi chuẩn bị nhà sập xuống đè bả nè. Ui nếu mà đè bả thì đè luôn mình đó Hebi. Cũng đúng á. Cho nên đó chị Banda phải tìm chỗ trốn mới được. Trốn ở đâu bây giờ mới được? Ơ có trái tim màu hồng. Lại lần với tim thì bà dí Happy rồi nè. Ủa Happy chị Banda chạy sau lưng nè, chờ chị Banda với. Ê mình đi du hép thì bà không dí cho được á chị Banda, tại vì bà to quá. Trời ơi nhìn kìa bà đâu có bà, thấy không bà đâu có chân đâu Happy nói rồi bà. Ủa mà sao cái mông của bà nó bự vậy, nó cong lên tới trên vậy. Trời ơi Happy không biết nè. Oh my god, vậy là bà ngồi lâu quá đó Happy. Bây giờ mình phải cho bà vận động mới được. Cho bà vận động tay chân đi. Đúng rồi chứ để không thôi bà đi không nổi á. À mình gạt con gạt chứ mình bắn pháo, mình leo lên pháo chị Banda. À mình leo lên pháo mình bắn pháo. Thôi mình nhảy lên pháo luôn đó chị Banda ơi. Ôi nhảy lên pháo. Ê oh my god. Why? Ủa sao mình nhảy lên tới trên này rồi? Không biết luôn á. Hồi nãy Happy tưởng là mình phải chiến đấu với bả chứ. Ai nhè là mình phải lên những cái cây pháo này cho nó. Đúng rồi cho nó bắn lên nữa đúng không? Ờ chị Banda nghĩ mình chắc mình nếu mà chiến đấu thì chiến đấu một lợi bả đó Happy. Đúng rồi cho bà không ngờ mà với cái bả nó dung lên á. Bả mà hất mình một cái là cũng như hả le tua rồi. Rồi chị này rồi chị Banda. Rồi chị Banda tới chuyện rồi chị Banda ơi. Tới công chuyện rồi dán bay rồi. Thôi lên chỗ Happy nhảy cho giải nè. Hey, hey, trời, vậy mà nãy giờ chị Banda tưởng đâu là nhảy lên mấy cái miếng dán bay đó không đó Happy. Trời ơi, Happy biết được nè. Chị Banda cứ theo Happy rồi Happy chỉ đường cho chị Banda nha. Trời ơi, thì đi theo nãy giờ nè, chứ chị Banda đâu dám đi mình. Ê, chị nằm lên cái súng nữa rồi. Wow. Này, bây giờ mình cũng lên cái súng để mình nhảy mình hứng này. Ê tính ra có mấy cây súng này sướng thiệt đó Happy. Nghe nghe không cần mệt mỏi gì luôn ha. Mình cứ nằm lên cây súng và cây súng sẽ đưa mình đi. đưa chị lên thiên đàng. Wow. Ê cái này hơi lớn nha men. Ủa sao vậy? À không đúng đường rồi, Happy tưởng thôi nó đưa Happy đi đường nào á. Trời ơi. Tới rồi nè. Ê bây giờ mình đi vô cánh cổng này nè chị Banda ơi. Ê vô cánh cổng này chắc là về nhà đó Happy. Chị Banda hy vọng là như thế. Oh my god, chị giờ cánh cổng. Oh my god, cái gì nữa vậy? Trời ơi mấy cái này á nguy hiểm lắm đó chị Banda, giờ hôm nay coi chừng nha. Trời ơi nó nghèo một cái là dẹp lép luôn á. Nó nghèo cả. Ui. Ủa mấy cái này hình như là mấy cái quyển sách nó chồng rồi hả Happy? Đúng rồi đó, với lại nó nghè thành cái cục. Rồi nãy giờ chị Banda cứ tưởng đâu nó là cái chiếc xe lửa không chứ. Trời ơi, nghĩ sao mà chiếc xe lửa được, xe lửa nào mà vậy? Chứ thôi bà này bà đâu có nên nổi mà mua được chiếc xe lửa đâu. Trời ơi, bà này kho báu quá nhiều vậy làm gì muốn không được kho xe lửa hay bi? Xe lửa nó còn hơn bả đó chị Banda ơi. Thôi chị Banda nghĩ bả là một người rất là hơi nhiều kho báu và rất là nhiều. Mà bà tiết kiệm chị Banda. Trời ơi, sao mà bà này sống tiết kiệm như vậy? Đúng rồi, thấy không? Bà đâu mua gì ngoài pháo đâu. Rồi bắn Happy qua cái bắn Happy qua tốt ở đây luôn rồi chị Banda ơi. Trời ơi chị Banda mới đi tới cây súng mà. Trời chị Banda đâu rồi chuẩn bị này chưa đây. Chị Banda nằm lên cây súng rồi nha. Chuẩn bị 1 2 3. Wow. Thật. Trời còn cái thật nữa. Bởi vậy chị lên cái miếng dán gỗ này. Dán gỗ nào vậy? Đó chị Banda thấy rồi. À, trời ơi lọt lọt hố chị Banda, coi chừng lọt cái hố nha chị Banda. Ờ. Rồi nhảy nhảy lên nhảy lên. Hey. Ủa cái gì vậy hả? Nhảy qua. Đấm xuồng bể thiệt chứ. Ý Happy nói là chị Banda tới đây chị Banda nhảy mà chị Banda kêu đi chị chưa hết là chị nhảy. Chị tưởng cái đó là cái hố đó Happy. Còn nghe chị Banda quá. Đấm xuồng bể. Ê có cái súng bên đây nữa nè. Lên súng nữa. Rồi Happy lên trước đi. Trời nó phải rè. Thêm một cây đại phát nữa chị Banda. Rồi bụm bụm bụm. Ui mà cây này có vẻ mắc khó nhỉ. Ôi trời ơi có một cái chiếc thạch. Chiếc thuyền mà sao mà nó tông thẳng ở đây không vậy? Thùm, ơi chị Banda qua được thuyền rồi nè Happy. Đâu, để Happy qua chị Banda nha. Chị Banda nghĩ là cái thuyền này là đưa mình về nhà đó. Ủa mà cái này đâu phải cái thuyền đâu. Đúng rồi, nhìn cái đó. Này là cái gì vậy? Chị xuống đây coi. À, giờ mình cũng phải gạt càng gạt tiếp thôi chị Banda ơi. À, vậy là đây là cánh cửa cuối cùng. Phá kìa. Ôi, lại lên lụm cái tim, á. Rậm nụ rồi. Lụm không nổi đâu, vừa gạt xong rồi chị Banda chạy thôi. Trời ơi, cái thay của bà bự quá, bà đè cái tim. Trời, chạy ơi, trời ơi. Trời ơi. Oh my god. Con nói chị mà con run luôn á ngoại ơi. Trời ơi. Cái bà này ê nó chạy nhìn sợ lắm luôn á chị Banda ơi. Ủa sao chị Banda bị ngồi ngay cái chỗ này vậy? Chị Banda ngồi ở đâu chị Banda? Đây nè. À chị Banda phải nhảy lên. Ủa vậy hả? Chị Banda phải nhảy lên. Ôi giời ơi. Nhảy lên. Ôi giời ơi.
Hèn gì chị Panda không biết là tại sao mà chị Panda bị như vậy luôn. Rồi đi chạy vậy đó anh. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi. Chung quá. Cái mê cung của cái bà này hả? Chị muốn điên với bà luôn hay bi? Ồ nãy giờ mình mới cái giữa đường thôi á. Trời ơi, vậy biết khi nào mình mới về được đến nhà đây hay bi? Đúng rồi đó. Trời ơi mấy bạn ơi, ngày hôm nay Happy với lại chị Panda đã gọi là chạy trốn được nửa đường rồi nha các bạn ơi. Bây giờ mệt quá Happy ơi, hay là mình nghỉ ở đây một đêm đi Happy ơi, ngày mai chạy tiếp. Ngày mai Happy với chị Panda sẽ tiếp tục đi tiếp tập 2 nha. Và nếu như các bạn thích Happy với chị Panda chống thấy này thì nhớ like share cho mình nghe. Và bây giờ hồi chúng mình mới vui vẻ, bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.